Mi à, Mi làm gì đó Mi, trời ơi Mi biết nằm giọng đó hả Mi? Dữ ta, bữa nay Mi nằm giọng rồi kìa, trời ơi, dữ rồi. Thôi, nằm giọng mà giỡn rồi kìa. Ồ, dữ ha. Rồi, thảnh thơi cái ta, nằm giọng sung sướng vậy ha. Tự giỡn anh luôn. Đã thiệt coi nè. À, chú Mi nè, thấy chưa? Chú Mi ha, lên đưa giọng nằm giọng luôn. Chơi mình lên luôn. Ôi, phóng lên, lên xuống phóng anh luôn. À, ghê chưa? À, chú Mi vô tham gia đánh bài luôn. Dữ trời. Sao chú Mi? Chú Mi làm gì đi đâu chú Mi? Chú Mi bên giỏng không? Đánh bài luôn ha. Trời. Ồ, chú Mi không chơi với ai luôn rồi. Giờ chơi một mình nè. Không tham gia vô đánh bài với anh chị được cho chú Mi. Chơi mình anh luôn vậy đó hả? Chơi mình anh luôn vậy đó hả? Thôi. Ôi ôi trời, ôi quýnh vỏ rồi, quýnh vỏ rồi. Ui, ui, rồi 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 vô trên chiếc cơm rồi. Ui trời ơi, ui 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 trời 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 ơi chú Mi nè. Chú Mi khó ưa đó, chú Mi lợi hại chưa? Ui chú Mi bay nè. Chú Mi ơi, chú Mi bay quá, chú giỡn đồ giỡn này. Ui. Ui. Ghê chưa?